tiền xong rồi tặng Bao nhiêu bạc? vàng thì một cây, còn tài khoản thì ba ba mấy, tổng cộng bữa ba công an nó cộng lại là 32 triệu mấy. Giờ đồ hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Trong những ngày tháng vừa qua, và rất nhiều các chị phụ nữ hoặc các em gái về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin tìm người thân. Đặc biệt là rất nhiều người tìm bồ và tìm người yêu và tìm nhân tình. Hôm nay anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục ghi nhận một thông tin, một chị gái hiện nay đang sinh sống ở một tỉnh rất xa về đây để báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người tình. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ, em xin phép chào chị nhé. Chị có thể chị giới thiệu cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị biết được chị tên gì? Dạ, tôi là tên Dương Thị Dung. Chị Dung nhiêu tuổi đấy chị Dung? Sinh 1969. 1969, năm nay là chị 54 tuổi ha. Chị Dung nguyên quán ở đâu? Tôi quán ở Bình Tân, Vĩnh Long. Vĩnh Long à, Bình Tân, Vĩnh Long. Dạ, chị cho em biết này. Hiện nay là chị về đây nhờ anh em chị Bình Dương ghi hình và đăng tin tìm ai? Tìm một anh đó, sống chung đã mười mấy năm, mười tính ra là 19 gần 20 năm. Sống chung gần 20 năm. Một cuộc tình gần 20 năm, cô chú anh chị thấy không? Chị thấy cái cuộc tình này gần 20 năm đối với chị là nhiều hay ít? Rất là dài. Rất là dài nha. 20 năm là rất dài. Dạ. Nó không phải là 12 tháng đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Mà không phải là 12 năm mà 20 năm. Và đây là một quá trình rất dài. 20 năm đó lẽ ra là đến giờ phút này là chị phải được hưởng một cái vinh hoa phú quý mà có thể là được một cái hạnh phúc. Đúng không ạ? Dạ. Nhưng đến giờ phút này phải về đây nhờ anh em chị Bình Dương tìm tới người tình. Dạ. Chị cho em biết này, cái người đàn ông đó họ tên là gì? Họ tên là Nguyễn Thành Ẩn. Nguyễn Thành Ẩn. Dạ. Anh Ẩn năm nay nhiêu tuổi chị? 1970 ạ. 1970. Dạ. Chị 69, anh 70, vậy là anh nhỏ hơn chị một tuổi ha. Dạ. Anh Ẩn ở nguyên quán ở đâu chị? Quê ở thành phố Cà Mau. Thành phố Cà Mau. Dạ. Còn chị Vĩnh Long. Dạ. Chị cho biết là Vĩnh Long và Cà Mau gần nhau không? Xa lắm. Khoảng cũng nhiều mấy chục cây á. Ồ, vậy là hai người trước đây sao mình biết nhau vậy chị? Lúc đó ảnh ở làm ở Đức Hòa Long An á. Đức Hòa, Đức Hòa Long An ha. Dạ, đúng rồi. Rồi xong mình quen nhau ha. Dạ, rồi lên cũng lên sau ảnh lên ảnh trước rồi mình lên sau. Chị cho biết này. Cách 20 năm về trước là mình có, chị có chồng chưa? Có chồng rồi, có hai đứa con. Thế còn anh nhé? Ảnh thì không có vợ, ảnh chưa có vợ. Ồ, chưa bạn là nào luôn? Dạ. Gặp chị? Gặp rồi, thấy ổng cũng hiền, thành ra mình nói hả, kết bạn với ảnh. Lúc là hai, vậy là hai người tán tỉnh nhau. Dạ. Mình có nhà ở Long An không chị? Có đất rồi, chưa có nhà. Chị có đất ở Long An ha? Dạ. Thế còn anh Ẩn á, là anh có nhà có đất ở Long An không? Không. Không có gì luôn hả? Lúc bây giờ là chị làm công việc việc gì mà anh làm công việc gì? Ảnh thì ảnh làm công nhân rồi chị thì bán vé số. 20 năm về trước mà chị năm nay là 53, 20 năm về trước là ba mấy tuổi bán vé số. Sao mình không làm nghề khác mà bán vé số? Lúc đó thì đầu lúc đầu thì chị lên làm công nhân chứ. Nên rồi sau cái chị nghĩ công nhân thì nó ràng buộc quá rồi, lúc có nuôi hai đứa con rồi, không đủ chi phí nuôi hai thằng. Ra mới đi bán thì cũng nuôi dần dần, biết rồi nó lớn lên thì nó cũng đi làm. Rồi chị cho em biết này, anh Ẩn khi đến với chị ấy là anh có yêu thương chị thật lòng không mà chị chấp nhận cho anh đến với chị? Dạ, lúc đầu thì anh cũng nghĩ là anh thương mình, thấy tỏ vẻ anh thương mình, thành ra mình mới kết bạn với anh là trăm năm, chứ đâu có nghĩ là kết bạn trăm năm. Kết bạn trăm năm mới được 20 năm. Mới được 20 năm. Trời đất kỳ. Rồi chị cho biết này, khi ở đó thì anh Ẩn làm công việc gì? Anh cũng đi làm công nhân, lúc đầu thì biết ảnh thì làm, ảnh làm xưởng gỗ, rồi sau này cái ông nghĩ ông làm bên An Hạ. Rồi sau cái ông đi qua làm Hóc Môn á. Chị nói lớn tiếng được không? Được. Rồi hàng tháng anh có đưa tiền cho chị không? Dạ không, không có. Kỳ vậy? Dạ không có đưa, không đưa luôn. Thế ai nuôi ai ăn? Thì bởi vậy rồi chị nuôi anh ăn. Cũng như ông làm về cơm nước, nhiều khi ông cũng mua đồ ăn này kia thôi chứ lâu lâu gì, dạ, lâu lâu mua phụ miếng ha. Phụ gì thôi, ở chung với gia đình chị. Dạ. Chị được mấy người con? Hai thằng trai. Hai trai ha. Lúc bây giờ con trai chị có phản ứng gì không? Có. Xin chào quý vị các bạn, thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên, đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng,
Viêm amidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân là điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Giờ thấy vậy không, nhưng ngày xưa kìa chị. À, lúc đầu thì nó còn nhỏ thì nó cũng mến à, ông này, thành ra không có nói gì. Rồi sao lớn dần dần thấy ông lạ rồi, ông cũng lạ hả? Lạ, sao lạ? Tư cách lạ là tiền bạc ông làm có cái ông có hả, đưa gì đó rồi vậy cũng... Là chị cho hỏi từ trước thì anh không đưa tiền cho chị bao giờ luôn không? Thế anh sống với chị để làm gì? Thì đó, rồi cái ông cũng mưu mô, thành ra mới vậy nghĩ ông là mưu mô mình mình mới nghĩ là sau này thấy ông lật lạc, rồi cũng nghi ngờ, thành ra lạc. Mình cũng nói lạc là không cho muối đúng không? Phải không? Cũng như là ông đi đi có thời gian ông đi chạy xe. Xe lúc gì đầu nữa? Thì ông mua ông mượn tiền chị, ông mua ấy, ông ra đi mà học lấy bằng lái á, về cái ông bằng lái là lái gì chị? Bằng lái xe, xe lái xe bốn bánh hay hai bánh? Đúng, bốn bánh á. Bốn bánh thì lái ai? Thì ông đi chạy thuê cho người ta. Chạy được quốc nào chưa? Thì lúc đó ông chạy cũng chạy qua thời gian, cái ông đi 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 đâu mấy ngày, cái ông nói ông đi chở khách rồi kia đi tới mày Gia Lai gì ngoài đó. Ông có đòi lên bằng lái không? Hả? Ông có đòi lên bằng lái không? Thi bằng lên bằng lái khác không? Không. Hạng 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 C hạng F gì không? Thì thời gian đó ông cũng nói mí mí gì chứ mà đâu có tiền đâu mà ông cũng mượn thời gian mượn ông mình chị nhiều không? Nhiều. Nhiều là nhiêu? Thì thời gian ông không học bằng lái đó cũng không nhớ, giờ nó lên giá thì mười mấy triệu chứ rồi đó có mấy triệu à. Mấy triệu ngày xưa to lắm chị. Dạ đúng rồi. Rồi thế là ông ấy về sau ông lái xong ông có trả tiền chị không? Có bằng ông lái xong ông có trả tiền chị không? Không có trả đâu, trả bởi vậy? Chị mới nói là ông mượn rồi là xong luôn đó, xong luôn kế hoạch luôn rồi. Rồi lúc đầu là mới về là ông còn mượn tiền chị, mà mượn là nó gửi tiền cho mẹ. Rồi đóng tiền nhà tiền cửa lúc đó là mình thấy cũng khổ thôi, mình cũng cho mượn. Mượn rồi là xong là không thấy trả gì chứ. Em thấy chị nếu mà 20 năm về trước là rất xinh gái, duyên dễ thương, mà sao mình đến với một người đàn ông mà người ta sống với mình mà người ta không đóng góp gì cho mình mà mình vẫn sống thì chi vậy? Sao lúc bây giờ em hỏi chuyện nghiêm túc, sao lúc bây giờ mình không sinh con? Lúc đó ông mới là nuôi hai đứa con này được rồi, ông không không cần vậy là không có thật con với chị. Em nghĩ là ông như vậy là ông không thật. Dạ đúng rồi. Còn nếu thực sự một người đàn ông muốn đến với chị mà lúc bây giờ chị còn rất trẻ, đúng không? Ông ấy cũng rất trẻ thì chắc chắn là người ta sẽ yêu cầu hoặc người ta sẽ mong muốn là sinh cho một người con để có một cái gì đó gắn kết. Chỉ biết cái cây không, nó muốn có gắn kết thì là phải có rễ, đúng không? Đó, khi bật rễ thì nó mới cái cây nó mới gãy được, nó mới đổ. Nhưng của chị là không cần rễ, đúng không? Đổ rồi đổ luôn, mà giờ là đổ cành chính ngang luôn này, đúng chưa? Đúng rồi. Chị biết cành chính ngang không? Đó, cành chính ngang là chị hiểu rồi, đúng không? Rồi chị cho em biết tiếp này, vậy là trong cái thời gian vừa qua anh ở với chị là anh hoàn toàn không đóng góp gì cho chị luôn? Không, ông đâu có đưa tiền mỗi tháng là chạy xe sau lúc đầu làm công nhân nha. Rồi còn mượn tiền chị đi 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 ăn mỗi ngày nữa chứ đừng mượn tiền chị đi ăn thì chứ sao kỳ rồi, vậy nói gì là đổi thừa cho hả, người ta làm thất bại này kia rồi giờ không có tiền lương tiền này kia. Chị mới nói trời thì ra thất bại không gì, cũng mỗi tháng cũng có tiền lương, còn bằng không thì kiếm chỗ khác kêu ổng về ở Đức Hòa làm, ổng không chịu luôn. Ổng hay là ổng đi bên Hóc Môn ổng làm. Môn Hóc Môn thì có bà khác rồi, bà thì Hóc đó. Môn rồi, bà Long An, bà Hóc Môn rồi. Thì đúng không? Chị có nghi ngờ không? Có chứ, có chị có nói, chị nói mà ông đi giết rồi hả, đem về cho ôm cho một cục đem về đây. Cục gì nữa? Thì cục nợ là cũng như có con, ổng có con đó. Nhưng mà có con chưa? Ai biết, chị cũng không biết luôn. Trời chị đâu có quan theo dõi vậy đâu. Là chị em hỏi chị cũng mà khổ thì mò chị đôi kiếm kiếm tiền chứ em hỏi chuyện nghiêm túc này. Thế hàng đêm này ông về ông có ngủ chung với chị không? Có thì mà ôm không thì ngủ cũng ôm bình không? Thường cũng bình thường với Hà rồi, nhưng mà bình thường, nhưng mà sau thời gian sau thì lạc là sao, cũng như không có lạc là ôm giả bộ đúng không? Dạ đúng rồi, đầu tiên là ôm thật siết chặt về sau là ôm giả bộ. Ôm giả bộ. Trời ơi, chị phát hiện được hả? Dạ được phát hiện rồi, sau cái chị nghi chị nói còn nói cho số điện thoại nhỏ đó điện chị nữa chứ. Nhỏ nào nữa? Hiện nhỏ bồ ổng trời đó. Trời ơi, lại bồ rồi nữa. Điện chị rồi nói mà một hai là lấy chồng nó. Mà đem tiền về nuôi chị, mà thật sự ra có đâu. Trời toàn ơi. Là lấy tiền đằng này đi đem nuôi con đó chứ làm gì có nuôi trở ngược đây. Tại chị mỗi ngày là chị làm chứ có tiền để sống mà phải đi nhờ nhỏi ổng đâu. Còn trời ơi, mà dám dám cho số điện thoại
của chị đưa cho con nhỏ đó mà điện chị. Gọi bồ chị cho số, chị cho bồ của ông ấy. Thì ổng là cho số chị cho con nhỏ đó điện. Để làm gì? Thiện điện là chờ kêu nói là chị giật chồng nó. Vậy là ông này cũng thật chị thôi. Thì đó, rồi chị mới về, chị mới nói, ủa ông đây quen con nào Phú Yên mà tiếng Phú Yên nói là tiếng Phú Yên luôn. Giật chồng của nó. Chị biết tiếng Phú Yên luôn hả? Tiếng chứ, chợ chị bán chị, mà chị thông minh á. Rồi cái chị mới nói sao mà ông lại quen con đó, chị nói không có. Mà nếu hả sau này mà tôi có gì thì coi sao ai làm như vậy. Cuối cùng ai là được người có bồ có nhưng mà chị cho mà này, cái thời gian mà hai người chung sống với nhau ấy, là ông ấy lằng nhằng có bồ khác là chị cũng nghi ngờ, nhưng mà chị có bồ không? Không, chị đâu có, trời, chị sống với ổng từ đó giờ chị, à mình nghiêm chỉnh đúng không? Dạ đúng rồi. Ở chỗ chị là không bao giờ. Nhưng mà em cho em hỏi là ông này ông ở với chị là một tuần ông ấy ngủ mới ông nhiều cái hai tuần luôn chứ không phải một tuần. Trời, chị thấy là chị nghi ngờ rồi. Rồi hai tuần là thiến rồi. Một tuần là thiến rồi, hai tuần là thiến. Thì đó, chị mới nói à vậy ông là ông này ông bơm mực chỗ khác rồi. Rồi hỏi em mà mùa dịch ha, là ổng đi nghĩ sao mà người ta không cho đi mà làm chỗ đó, mà ổng nói một hai ổng đi chạy xe. Rồi chạy xe rồi không cho ổng về, rồi ổng đi cũng ở trên bên đó là bao nhiêu ngày ổng mới trở về. Mùa dịch vẫn lái xe tăng, thế là thua rồi. Mùa dịch lái xe tăng là nghi ngờ rồi. Bây giờ này, đến giờ phút này chị có yêu không? Không, ngày xưa mình yêu, ngày xưa mình yêu chứ lắm mà. Đúng rồi đó. Kìa, nhưng mà bây giờ bây giờ anh như vậy anh ôm chị luôn. Bây giờ thương ổng hơn. Bây giờ đó nha, là chị thương ổng là cả hơn bản thân chị nữa. Bây giờ anh về anh ôm chị á, anh thương chị. Em ơi em, anh rất thương em, anh yêu em lắm. Bây giờ thôi, ngày xưa anh lầm lỗi anh rồi, bây giờ tha thứ bỏ qua cho anh. Thì chị có đồng ý không? Không. Kỳ vậy? Chị nói biết pháp mà chị. Sao? Không. Chị đã chị một người như vậy chị là nhìn em này, chị nhìn em nè. Thế bây giờ làm sao? Có đồng ý không? Dạ không. Không đồng ý, bây giờ em không đồng ý, em giúp cho chị một bé được không? Bây giờ em cứ gọi cho. Hả? Em gọi anh cho. Bây giờ em gọi đi. Anh quay về. Đồng ý không? Dạ không, bây giờ chị yêu cầu ổng mà tiền lấy của chị và trả cho chị thôi chứ. Trả nhiêu? Tại tiền gì nữa? Thì ổng lấy vàng giờ là lấy vàng mà nào? Trong tài khoản nè, trong tài khoản của chị. Sao kỳ vậy? 30 mấy triệu. Giờ chết rồi. Giờ là công an hả, cộng lại là 30 mấy triệu. Bây giờ chị cho mãi là vàng nào? Vàng của chị để đâu mà ông lấy? Để trong nhà đó, trong tủ á. Bao nhiêu? Rồi, một cây vàng. Một cây vàng? Dạ. Chị để đâu mà ông lấy? Thì để trong tủ rồi lúc chị rồi. Lúc chị đi bán đó, rồi khi ổng có con này nè, về cái hai người nắm tay đi luôn. Nắm tay luôn? Rồi cái chị thấy luôn. Chở thì qua gặp mặt chị mà. Ồ. Rồi cái bắt sống luôn. Lúc đó cái chị mới về, chiều lại chị về chị mới tá quả ra là hả một đống vỏ vàng gì nè. Bây giờ trong máy chị chụp hình trong máy vậy. Ôi giời ơi, vỏ vàng. Bây giờ vỏ vàng này còn, mà vàng mất. Thì mất luôn. Còn con là ốc, một... ốc con ốc thì còn mà con ruột thì mất. Đúng chưa? Đúng rồi. Bây giờ chỉ là trong chị chụp hình trong máy thôi. Ôi chứ còn giời ơi nè. Ôi. Thế là một cây vàng luôn. Một cây vàng mà. Thế tiền chị để đâu nữa? Tiền thì trong tài khoản. Lúc thời gian mà làm thẻ ha, là tự ổng đi vô lấy cái số... Sao ông lấy của chị mà chị không biết? Lấy số có thẻ, lấy cái giấy căn cước y chứng minh, hồi lúc đó là còn giấy chứng minh. Cái giấy chứng minh đó là ổng tự cầm ra lấy trong ngân hàng. Sao ngân hàng cho hả? Mà sao cho rồi chị, sau này chị về chị hỏi. Chị không biết luôn. Không, có lấy về rồi chị mới hỏi sao mà cái thẻ đâu ông không đưa tôi. Cái ông nói để ông giữ cho. Cái ông giữ mà lúc đó là chị chưa có nạp tiền vô tài khoản. Rồi cái thời gian thấy chị có thể rút tiền, chị mới nói sao tiền của tôi mà ông đi lại rút vậy. Cái ông nói ổng mượn ổng chạy xe bị quẹt người ta, ổng bồi thường cho người ta rồi. Nó lần đó là rút là biết nhiêu không, cả mười mấy triệu á. Chị mới nói sao tiền trong tôi của tôi mà ông đi rút vậy. Cái ông trả lời như vậy đó. Rồi chị mới nói thôi giờ ông trả cái thẻ cho tôi đi. Ông cũng không trả luôn. Tới cái ngày gần ngày ông đi đó ha, là trước cái ngày ông đi đó là ông mới trả cái thẻ chị thôi. Chị cho hỏi thế này, tổng cộng là ông ấy lấy của chị một cây vàng. Dạ. Và bao nhiêu tiền mặt? Cái trong thẻ đó là ba mươi mấy triệu. Ba mấy triệu. Dạ. Vậy là cũng ở trên dưới 100 triệu rồi. Dạ. Dạ, đấy trước đây là mình nuôi ăn không nữa. Thì rồi cái tiền nè. Trời đó. Đất quỷ thần này, vàng ơi là vàng này. Đó rồi. Trời ơi, toàn hộp thôi. Còn toàn hộp rồi bà con ơi. Giờ đúng là toàn hộp rồi. Sao những cái này mình không vứt đi mình chụp chi vậy? Còn cái vỏ chụp chứng cứ chứ giờ chứ có gì nữa. Mà giờ vàng mình nói bằng miệng đâu có bằng chứng cứ đâu. Giờ vàng ông ăn hết rồi.
Thì đó giờ chị xài iPhone này, iPhone 14 15 hả? Pro Max đúng không? Chị có biết đâu. iPhone này Pro Max 15 Pro Max. Cho này. Chị xài chứ chị. Cái này cho ai mua? Hả? Mua hả? Ta cho chị. Ai cho? Này ông nào cho rồi. Con chị. Hả? Con chị cho chị chứ. À con cho. Thì giờ chị này nói thật, chị nói thật đúng đấy. Dạ đúng rồi. iPhone này đẹp đấy. Không, chị con chị nó em chưa biết xài iPhone. iPhone này mua dễ không mua không chị? Chỗ nào ở bán iPhone này? Thấy ai gọi rồi? Anh Hơn. Nghe đi, anh Hơn nào đấy? Chị. À chị hả? Em ở Bình Dương rồi. Chưa về. Nói đi. Dạ. Chân nào mà chia? Em mà ngày mai mới về lắm. Về tính. Tính đi, để em đang làm việc. Về tính. Rồi về tính. Rồi ok. Rồi. Ngày mai mới về. Mai tối nay đi chơi bồ đó. Tối nay chơi bồ đó. Mai ấy chiều nay đi với bồ. Chiều nay chơi bồ. Chiều nay chơi bồ rồi. Bye. Bye nha. Chiều nay chơi bồ. Mệt ghê, chiều chơi bồ rồi. Ờ đúng rồi nè. Tiếng công trần. Công trần chứ không quay sinh nãy. Rồi. Bye bye, ok chị. Rồi. Thôi nha, bye bye nha. Rồi bây giờ này. Chị báo công an chưa? Dạ báo rồi. Bây giờ công an kêu chị đi về ký tên mà ngày nay chị ở đây, chị đi làm ở đây rồi, chị không có về được. Chị mới nói để ngày mai chị về chị mới ký tên. Ông này như này là ông ăn trộm. Em nói thẳng luôn. Dạ. Ông ăn trộm. Mượn khác, nếu mà chị cho ông mượn này em không giúp. Nhưng mà đây là ông ở với chị là cái vấn đề khác. Nhưng đây là ông ăn trộm chị. Đúng chưa? Chị không có nhà ông ăn trộm đúng không? Phải không? Ông ăn trộm vàng trong tủ đúng không? Dạ đúng rồi. Chị nói chính xác không? Về chị mở thấy mà thấy ra là hộp không à. Nhưng có nghĩa là bây giờ em hỏi là ông ấy lấy chị không biết đúng không? Dạ đâu biết đâu. Chị không cho ông mượn đúng không? Ông có cho mượn rồi, luôn. Được, vậy là ông là ăn trộm. Đó cô chú anh chị. Ông chị này, chị đẹp này, chị rất hiền lành, thương yêu hết mực. Nuôi 20 năm ăn béo mập luôn để lấy sức đi bơm mực chỗ khác. Đó đây chị này, chị bắt sống quả tang luôn rồi. Xong không những như vậy là về cậy tủ gọi là ăn trộm mà một cây vàng để cho người tình đó, mà không những như vậy là lừa chị rút trong tài khoản của chị mấy chục triệu, ba mấy triệu nữa, còn chưa kể là chị cung cấp cho bằng lái đúng không? Cung cấp. Bây giờ chị nói luôn nè, bây giờ lúc đó là chị đưa tiền ra chồng tiền cọc đất nữa, rồi sau cái gom cái tiền cọc đất đó mới đi hả gửi ngân hàng Sacombank ở Hóc Môn rồi đó là 600 triệu. Đó chị mới hỏi về, chị mới hỏi cái mà sổ tiết kiệm đâu, ông nói cắt ở trong tủ á. Lúc đó là chị có cái tủ sắt để quần áo đó. Rồi ông nói trong đó đó, mà trong khi là phá tủ hình ra chị không có mở cái tủ được. Nó chị mới nói đưa cho chị coi, chị không đưa luôn. Đưa gì còn đó mà coi. Thì đó bây giờ này, tổng cộng là ngày xưa là chị cung cấp cho ông ấy tiền cho ông để ông đi học bằng lái. Để ông lái máy bay. Là ông ấy cung cấp mà lúc mấy triệu nữa. Thì đó lúc đó là thời gian đó là mà cái bằng lái là mấy triệu chứ giờ là mười mấy 20 triệu. Nói chung là chị giá hiện nay là chị bị ông này, ông ấy làm mê mẩn luôn. Bây giờ nếu mà theo giá trị của bằng lái bây giờ là phải từ hai mấy triệu, không biết chị cho đón là 20 thôi. Rồi 20 triệu đó chị nha. Bây giờ là tổng cộng là chị nuôi ăn béo mập luôn, 20 năm trời ông không bơm mực của chị mà ông đi bơm mực bà khác. Bà kia ngon hơn không? Em nhìn chị nhìn đẹp gái. Không, chị với ậu soi nó là cũng một trời vực luôn hả? Không, tại vì nó nhỏ tuổi hơn chị. Nhỏ chưa ngon. Thì không biết cái chuyện đó là chị không biết chứ còn soi với chị tại vì chị lớn tuổi thành ra nó. Nhưng mà ông này khỏe không? Ông ấy khỏe không? Thì ổng còn trẻ thì ổng khỏe chứ. Trẻ nhưng mà không, nhìn thì ông khỏe rồi, nhiều người nhìn khỏe nhưng mà tưởng rằng như thế nhưng mà là không như thế. Ý em đang muốn hỏi là ông này ông ấy ở với chị là ông khỏe không? Ông có khi nào ông ôm được chị không? Ít là giờ trời, lạc lắm vậy là không yêu rồi. Dạ, đúng rồi. Yêu nó phải ôm dạ. Bê lên ôm là yêu. Dạ. Thế một tối em hỏi chuyện tế nhị này, một tối ông mạnh nhất là khi ở với chị là ông ấy mấy lần? Có trời, đêm có một lần chứ nhiều. Đêm lần à? Yếu yếu rồi. Vậy là yếu rồi. Thật không chị, nói thật không đấy? Thật luôn. Em tin. Vậy là ông tin à? Vậy có lần một này. Em không, cái chuyện tế nhị nó bình thường mà đúng không? Vậy là ai cũng có nhu cầu hết. Thế nhưng mà nói chung là mình em ý em đang muốn hỏi chuyện như vậy để xem ông này có thật với chị không. Dạ. Nhưng mà em thấy chị nói chuyện như này đó, chị nói là lúc đó là ổng đi bên
mà đợt mùa dịch đó ha, là ông đi về là ông lạc lạc chị ngủ yên với ổng mà chị không ngủ chung kỳ vậy. Thì đó tại vì ông đi là đêm ông mò vô không? Không có không luôn. Vậy là hỏng hết mực rồi. Dạ, thì thời gian đó là chị biết lạc lạc biết rồi mà mực. chị phát hiện được luôn hả? Chị mới còn sao mình không theo dõi vàng, vòng rồi chị thấy là chị nghi ngờ rồi chị. Nhưng mà chị mất vàng lâu chưa? Cái vàng đó là chị nói là đi là ông lấy cũng bơm đi luôn. Ôi đó. Ôi trời đất quỷ thần ơi, này xong luôn rồi. Bao nhiêu công gọi là bốc thóc, gọi là lui cò, đúng không? Cò đúng ăn, rồi. Cò lớn, cò lò dò trên cây. Tội nghiệp cho bà chị này, dễ thương không? Bây giờ em hỏi thật, bây giờ chị muốn lấy chồng không? Còn muốn lấy chồng không? Sao giờ ai đâu chịu, chị có không chồng. Có người chịu. Bây giờ em thấy có người chịu, chị không, có muốn lấy không? Không, không có đâu. Chị có muốn lấy không? Chị năm nay 54 đúng không? 54 nhưng mà nhìn chị còn trẻ, nhìn khỏe, trẻ. Đó, chị dễ thương. Chị muốn lấy chồng, anh em giúp chị bé lấy chồng luôn. Nhưng mà chồng con gì nữa, giờ có hai đứa hai thằng con chị kệ đi, con là việc của con sau này lấy vợ là nuôi vợ rồi thì đó, thằng lớn thì có vợ rồi đó thôi. Thấy chưa rồi sau này lui thủi là khổ rồi sau này cái phim vụ này anh em giúp đâu, chị tới đâu hay tới đó chị. Bây giờ là chị rồi. Em hỏi thật chị một lần nữa, chị còn yêu anh không? Không, bây giờ nếu mình không yêu, mình nói chuyện thẳng thắn này. Ông hãy quay về, ông trả lại tài sản cho tôi, ông lừa tôi 20 năm vừa qua, tôi rất mệt mỏi rồi. Ông chị nói chuyện đi. Nói đi. Bây giờ tôi cũng còn đọc tên luôn, đọc tên ông luôn. Ông Nguyễn Thành Nẵng á, ông về trả tiền cho tôi, giờ tôi hả khổ lắm rồi, giờ con tôi giờ hai nuôi hai thằng con nữa. Bây giờ ông lấy số tiền tôi nhiêu đem về trả cho tôi. Vàng, tôi, tiền và vàng luôn. Còn còn giờ tôi không có hả còn tình cảm gì ông nữa. Tôi đã trình báo cơ quan công an rồi. Tôi giờ trình báo công an là hiện giờ công an hả thụ lý hồ sơ của tôi rồi đó. Chấp nhận là ông, nếu mà ông không không trả cái phần tiền này là công an sẽ bắt ông bỏ tù ông đó. Thì chắc chắn rồi, lần này là không thoát được rồi. Bây giờ muốn thoát được thì về đây nói chuyện với anh em hiệp sĩ Bình Dương. Hoặc phải liên hệ cho chị nhá. Dạ, để rồi. Về đây gặp anh em đối chứng. Đó, xem là nó cam kết làm sao, xem có thể là nhân nhượng được không. Nhưng mà chị thấy này có nhân nhượng, bởi vì ông ấy lấy tài sản của chị, ông đi bơm chỗ khác. Cái đó là thật sự ra người tàn nhẫn với chị là chị hả? Không tha đúng không? Không tha luôn. Rồi mình còn hết yêu đúng bây không? Giờ, dạ. Bây giờ ông, bây giờ công an còn nói hả, ông lấy bao nhiêu tiền bây giờ ít cũng phải bắt ông ở tù nữa chứ đừng nói hả lấy cái số chị số vàng với số tiền là chị giá ba mấy trăm triệu luôn á. Tội nghiệp quá còn trời. Còn mà tiền mượn là chị chưa tính, nếu mà gặp ông đó là chị hả đem cái sổ sách ra chị mượn, bàn tính với ông luôn. Mượn nhiều không? Mượn nhiều lắm. Mượn bao lần rồi? Trời nhiều lắm chứ phải hết đâu. Ơi, mỗi trời. Lần về, chị đi bán về là tiền lại lấy hết. Lấy ông giữ luôn chứ sao đâu khổ phải. Khổ chứ vậy. Dạ. Thế những cái lúc mà ông ấy trước khi ông mượn tiền chị, ông có dụ chị là vào đây. Thì ông nói là không? Tiền của chị là cũng vẫn còn là của chị. Nhưng mà ông ấy, trước khi ông ấy mượn tiền chị, ông có dụ chị vào phòng là anh em mình đóng cửa ôm nhau cái không? Hôn nhau miếng không? Có không? Cái đó là chị không biết có hay không, chị cũng đâu nhớ. Không đâu, nhớ rồi nè, nhiều nhớ. Quá nhớ cho nổi. Nhớ lâu quá thời gian dài. Nhiều quá mà. Đấy các chị bây em phụ nữ nha. Bây giờ chị chứ hả không còn tình nghĩa gì ổng, nếu mà ổng trả tiền năm. Chị thì còn tha thứ ổng, còn nếu mà ấy vẫn tha. Không tha thứ là coi như là không không xin công an hả giảm xin công an giảm tội. Dạ, giảm tội, tội thôi. Dạ, thôi. Chứ còn mà nếu mà ổng hả là ổng mà cố tình ổng mà không có hả trở về mà hả trả tiền chị là công an sẽ bắt ổng là sẽ bỏ tù ổng mà có thời gian chắc cũng không thế này em nói thật chị ăn. Đây là cái này là sai là cũng do chị một phần, chị quá tin tưởng. Dạ, đúng cái rồi. Điều thứ nhất, điều thứ hai là ngay ban tập đầu tiên là ông không chịu thương chịu khó, lẽ là ông muốn đi học bằng lái đúng không? Là chị phải để cho ông đi tự ông kiếm tiền ông học, chị để cung cấp chị lui chứng cho ác, chị để cấp tiền cho ông đi học bằng lái, ông lái người khác luôn. Thì đó giờ, đúng chưa? Giờ chị thấy ông nhiêu lúc tuổi? Ông này kém một tuổi. Kém à? Kém một tuổi. Năm 70 á. Chị 69, ông 70. Ông là phi công à? Phi công. Đó. Ông lái cũng đi lái bà khác rồi. Kèo khác thơm hơn. Thì đó kèo này 20 năm chán rồi. Cái ngày ông đi là có dẫn con đó về gặp với chị mà. Trời ơi, đẹp không? Đẹp, à? Đẹp hơn chị không? Không, không đẹp hơn đâu, tại vì chắc nhìn nãy là đúng không? Chắc nhìn đó là cái gì vú bự. Trời đất. Chắc nãy là đúng không? Chắc vậy quá à, chị không phải, tại biết không, của lạ đương nhiên người ta phải phái rồi. Trời đất quỷ thần. Lạ em quen đâu quan trọng, chị em thấy bình thường. Thì chị không biết chứ còn quan trọng yêu nhau nhiều ít dạ. Thôi chứ đó người ta không có nghĩ tới, nếu mà người ta làm cố tình hả mà lừa gạt chị thì chuyện gì người ta làm cũng được hết. Bây giờ ông xin em ơi, bỏ qua cho anh xin em tha cho anh, bây giờ anh yêu em nhiều lần hơn nữa
chị không, có đồng ý không? Không, chị không chấp nhận là chị không không còn gì tình nghĩa với ổng, không coi như là chị dứt khoát với ổng. Dứt khoát luôn hả? À, dạ. Cắt rồi tình. Bây giờ là chị có điều nào muốn chia sẻ trên video này, để hy vọng là các cô chú anh chị, mà đặc biệt là các chị gái, em nói thật chị, ngang tuổi chị này, thời gian vừa qua rất nhiều chị gái dính bẫy và sập bẫy, bị bỏ bùa. À, bùa yêu đấy, yeah. Chị hiểu không? Bùa yêu, biết bùa yêu không? Nhá, yeah. Đó, cả nghĩa đen cái bóng nhá. Để cho tất cả các chị em tỉnh táo. Bởi đây một cái câu chuyện, một cuộc tình 20 năm chứ không phải 2 năm, mà không phải 12 tháng, yeah. Mà còn đang sập bẫy. Vì vậy cho nên chúng ta hãy cảnh giác, tránh tình trạng mà tiền mất tật mang, yeah. Rồi chị lên tiếng đi. Dạ, cũng mong nói tên lớn này. À, mà các đây là Nguyễn Thành Hạ, Nguyễn Thành Hải phải không? Ừ. Và Bình Dương cũng giúp đỡ tôi đặng tìm kiếm ổng, là trả tiền cho tôi. Và tụi mong cũng nhờ ơn nghiệp sĩ Bình Dương ở đây giúp giùm. Tôi cũng đội ơn tất cả anh em ở đây. Mong anh em. Còn riêng ông này? Chỉ còn riêng ông này thì chị nói làm sao? Ông này phải trả về trả tiền cho tôi. Mệt ghê ạ. Ông này cũng phải, ông Nguyễn Thành Nẵng này phải trả tiền cho tôi, đem đầy đủ tiền trả cho tôi, còn bằng không là công an hả bắt ông sẽ bỏ tù ông. Rồi. Đó. Trong thời gian qua chị có hạnh phúc không? Khi ở với ông có hạnh phúc không? Đêm có tâm sự không? Lúc đầu thì có chứ sao. Ôm nhau giữ không? Sau này là không còn gì tình. Sau này yêu nhau giữ hả? Đời lúc trước yêu nhau giữ hả? Mê mẩn luôn. Bởi vì chị mới tin tưởng ông. Chị bị bùa cây hai rồi. Bùa này là bùa, nó yểm bùa cây hai rồi. Ông Thành Ấn này bùa cây hai, ông yểm bùa chị phê quá rồi chị biết. Thì bởi vậy bà già ông còn nói là kêu chị đi ra tòa thưa đi, rồi bả có hả luật sư mà trợ giúp bả. Trợ giúp chị nữa. Sao, nghĩ sao mà lấy tiền của chị mà kêu chị phải ra tòa thưa đi, rồi bả có luật sư. Luật sư gì còn này. Cái này chị lấy tiền của chị lừa đảo chiếm đoạt tài sản ăn chị mà sao? Cái này ăn trộm rồi, ăn trộm. Chứ yeah. Mà lừa đảo, bả cũng âm mưu che đậy của bả nè. Ăn trộm. Rồi bây giờ này. Lúc cái ngày mà ngày ông đi đó là có bả ở cùng với ông ở bên Hóc Môn á. Tại vì lúc đó là chị ở về quê, rồi cái bả mới điện nói là bả lên bả đi Hóc Môn là bên bà dì Út của ông này nè. Nó rồi cái ngày mà ổng đi đó là cái ngày đó là bả còn ở bên Hóc Môn á, mà chị điện ổng bả nói bả về Cà Mau rồi, là thật sự ra đó không có về. Ngày lúc là ổng đi là ngày 1 tây phải không, ngày 1 tây tháng 8 đó là ngày 9 7 tây là bả mới về Cà Mau, mà bả nói là giờ bả về Cà Mau rồi. Chị thấy cái câu chuyện này anh yêu chị này, anh lợi dụng chị có bức xúc không? Trời sao không ức xúc, chị lúc đó là chị ức chế hả? Ức chế mình mà nuôi ăn. Lúc trước chị có bồi dưỡng anh Mạnh không? Thì lúc cho ăn ấy, lúc mà mình ở chung ấy, mình có bồi dưỡng cho anh Mạnh mẽ không? Thì bây giờ bồi bổ chất đạm không? Bắt chất đạm hay không, chị cũng ăn uống gì có nhiều, có gì ăn mấy chứ chị cũng không có hả? Bồi bổ. Để ông hả? Để ông khỏe. Để ông hả vất vả đâu. Rồi chị có điều nào chị muốn chia sẻ đây cho các chị em giống như chị, tránh tình trạng mà bị một số phi công hoặc thanh niên này lừa đảo nữa. Rồi chị lên tiếng ngắn gọn. Bây giờ cũng mong anh chị em cũng đừng có giống như tôi mà để cho người ta lừa đảo chiếm đoạt tài sản như vậy. Vừa mệt đúng không? Vừa mất tiền. Em đừng có tin tưởng vào những người đàn ông hả. Ông nói chuyện có ngọt không? Ông nói chuyện thì nói ra thì cũng không phải như người ta mà hung hổn hay là ngọt ngọt không thì cũng nói cũng giống em không được nghe em không cũng vậy thôi chứ giống vậy thôi chết giống vậy thua. Rồi ok, em cảm ơn cái cuộc chia sẻ của chị nhé. Anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ đăng thông tin này, hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai biết được thông tin anh Ẩn đang ở đâu thì báo tin cho anh em đội hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858. Đây là cái câu chuyện một người đàn ông sống chung và lợi dụng, bởi vì bất tài vô dụng, lợi dụng một người phụ nữ sống 20 năm nay. Chị bán vé số từng đồng một, trích cóp, đến giờ phút này mua được vàng bạc vào tiền để cất đi. Mà đến giờ phút này là người đàn ông này lợi dụng, người ta đã lui ăn rồi, được đạp mái rồi, đúng không ạ? Hàng đêm được ngủ rồi, ngủ chung rồi, mà còn lợi dụng để ăn cắp của người ta, là đây một thành phần vẫn là vô cùng bị ổi. Hy vọng là các cô chú anh chị hay lên án những trường hợp này. Còn mình không thể trách chị được, bởi đây là dù rằng chị không đăng ký kết hôn, nhưng chị đến với anh là bằng một tình yêu thật. Đó.
đến là bằng một tình yêu vô cùng rất chân thành, đúng không chị? Yeah. Bởi vì sống với nhau 20 năm qua tưởng rằng nó là vợ chồng, chứ không phải là chị đến với anh là chỉ là cặp với nhau. Yeah. Đúng không ạ? Yeah. Không ai ngờ tới cái câu chuyện mà 20 năm qua mà nó vẫn là thành hiện thực là người ta vẫn lừa chị. Đúng không? Yeah. Vì vậy thì các cô chú anh chị xem video này hãy thông cảm và thấu hiểu cho chị gái này. Chị bán cái số một ngày chẳng lấy nhiêu cả mà để lừa chị cái số tiền này thực sự rất tội. Đó. Hy vọng là các cô chú anh chị hãy lên án nhiều hơn nữa để tránh những trường hợp mà những người đàn ông mà lợi dụng ăn bám mà phụ nữ như này. Là anh em nghe bức xúc lắm. Còn đây là gia đình chị, hiện nay chị vẫn đang trình báo cơ quan công an rồi. Cơ quan công an đã tiếp nhận hồ sơ rồi. Vì vậy anh ẩn đang ở đâu? Nếu không liên hệ cho anh em Hiệp sĩ Bình Dương mà anh em tìm được thì cái câu chuyện của anh đi rất xa. Có thể là anh đi phải nói là đi một khúc rất dài. Đó, em nói thẳng với anh ca như vậy nhá. Bởi vì mình lợi dụng người ta, mình đã được ăn, được ngủ, được đạp mái, được bơm mực, được tè le tét nát cả. Người ta phục vụ mình, đúng không? Mà đến giờ phút này mình ăn trộm người ta. Chị bị hả, ổng gạt tiền mà gạt tình luôn. Đúng. Chứ không phải thì mất cả tình cả tiền đó. Dạ. Rồi, hôm nay em nhắc lại, hôm nay chị về đây nhờ anh em mình chép Dương ghi hình chia sẻ này. Cái thông tin chị chia sẻ là anh ẩn sống chung với chị 20 năm mà lợi dụng ăn trộm vàng, ăn trộm tiền, chị hoàn toàn có đúng sự thật không chị? Dạ đúng sự thật luôn. Nếu sai? Dạ, nếu sai tôi cũng hoàn toàn trách nhiệm. Tại vì tôi cũng có trình báo lên công an rồi. Chị trình báo công an ở đâu? Trình báo ở xã Đức Hòa, tại chỗ nơi tôi ở đang. Đức Hòa, Đức Huệ, Long An. Dạ đúng rồi. Rồi ok chị. Hiện giờ nhá. Dạ. Hiện giờ công an thụ lý hồ sơ của chị. Rồi em cảm ơn cái cuộc chia sẻ của chị nhá. Dạ. Từ hôm nay anh em Hiệp sĩ Bình Dương sẽ đăng tải tất cả thông tin của chị lên. Nên tất cả trang mạng xã hội để tìm anh ẩn. Dạ. Để giao anh ẩn cho cơ quan công an, chị đồng ý không? Dạ đồng ý. Rồi. Tôi chấp nhận những lời của các mà chị Hồng Dương Bình Dương đây, tôi cũng mong chị Bình Dương ở đây giúp đỡ cho tôi. Dạ. Tôi cũng đội ơn và nhớ ơn các anh em ở đây. Dạ rồi. Dạ. Kính thưa cô chú anh chị bạn, đây là cái câu chuyện thực sự là rất bức xúc. Trong thời gian vừa qua rất nhiều các chị em gái bị phụ tình, mà đặc biệt là một số cái gã đàn ông lừa đảo lợi dụng trên thân xác những người chị em phụ nữ để lợi dụng vào tình cảm và tiền bạc và tình ái. Nhưng đây chị gái này có số tiền đối với chị là rất lớn, nhưng đối với người khác có thể là chưa lớn. Nhưng đây là cả một cái công sức lao động của chị mấy chục năm qua mà đã nuôi ăn ở mấy chục năm liền, nhưng đến giờ phút này đã đi theo người khác. Mình hết duyên là việc vấn đề khác, đúng không ạ? Dạ. Nhưng mà hết duyên rồi trước khi đi là còn ăn trộm tiền và vàng là hành vi vô cùng không chấp nhận được. Đó. Hy vọng là đây là một bài học cho các anh các chị. Cuối video cho phép công Trần Tina thay mặt các anh em Hiệp sĩ Bình Dương xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại.